nhân vật mới có thật sự khắc chế được tất cả các nhân vật trong Free Fire? Nhân vật mới mang tên Raiden sẽ ra mắt tại phiên bản cập nhật OB43 với khả năng thả nhện và tìm kiếm kẻ địch, khiến chúng bị hạn chế về tốc độ di chuyển cực kỳ khó chịu. Nhưng theo anh em, những nhân vật nào có thể bị khắc chế bởi kỹ năng của Raiden? Hãy đi thử nghiệm ngay bây giờ nhé. Đầu tiên, hãy thử với Chrono nhé. Giờ hãy thử với Santino xem có được không nha. Oh, được rồi này. Thế còn một nhân vật cuối cùng có khả năng bất tử, cùng thử xem anh chàng Orion có hóa giải được không nào. Thưa các bạn, Orion có thể hóa giải được hay không? Nếu bạn nghĩ là có, hãy ấn ngay vào dấu cộng kia. Còn nếu như bạn nghĩ là không, hãy bấm ngay vào nút tìm video này nhá. Các bạn sẽ có 3 giây để đưa ra lựa chọn của mình. 3, 2, 1. Ôi trời ơi, thật đấy. Vậy là cũng không được rồi. Có bạn nào trả lời đúng không?